Đây là bàn phím ảo laser kim sạc dự phòng, rất thích hợp với bạn nào muốn có một chiếc bàn phím nhỏ gọn mang theo người. Thực chất nó giống một cái máy chiếu nhỏ, có thể phóng chiếu ra một cái bàn phím ảo lên mọi loại mặt phẳng. Bàn phím này sử dụng ở mọi nơi, kết hợp với điện thoại, máy tính bảng hay là TV thông minh thông qua Bluetooth. Đây là bàn phím ảo chiếu laser ảo diệu với công nghệ thuật toán chuyên dụng mới, giúp tăng độ nhạy và chính xác. Sử dụng như máy chiếu hình laser, phóng bàn phím ảo lên mọi mặt phẳng, nhỏ gọn nên bạn có thể mang theo mọi nơi, kết hợp kệ để điện thoại sử dụng như một chiếc máy tính. Ngoài ra nó còn có thể dùng như một cục sạc dự phòng. Đây là bàn phím ảo laser kim sạc dự phòng, rất thích hợp với bạn nào muốn có một chiếc bàn phím nhỏ gọn mang theo người. Thực chất nó giống một cái máy chiếu nhỏ, có thể phóng chiếu ra một cái bàn phím ảo lên mọi loại mặt phẳng. Bàn phím này sử dụng ở mọi nơi, kết hợp với điện thoại, máy tính bảng hay là TV thông minh thông qua Bluetooth. Đây là bàn phím ảo chiếu laser ảo diệu với công nghệ thuật toán chuyên dụng mới, giúp tăng độ nhạy và chính xác. Sử dụng như máy chiếu hình laser, phóng bàn phím ảo lên mọi mặt phẳng, nhỏ gọn nên bạn có thể mang theo mọi nơi, kết hợp kệ để điện thoại sử dụng như một chiếc máy tính. Ngoài ra nó còn có thể dùng như một cục sạc dự phòng. Đây là bàn phím ảo laser kim sạc dự phòng, rất thích hợp với bạn nào muốn có một chiếc bàn phím nhỏ gọn mang theo người. Thực chất nó giống một cái máy chiếu nhỏ, có thể phóng chiếu ra một cái bàn phím ảo lên mọi loại mặt phẳng. Bàn phím này sử dụng ở mọi nơi, kết hợp với điện thoại, máy tính bảng hay là TV thông minh thông qua Bluetooth. Đây là bàn phím ảo chiếu laser ảo diệu với công nghệ thuật toán chuyên dụng mới, giúp tăng độ nhạy và chính xác. Sử dụng như máy chiếu hình laser, phóng bàn phím ảo lên mọi mặt phẳng, nhỏ gọn nên bạn có thể mang theo mọi nơi, kết hợp kệ để điện thoại sử dụng như một chiếc máy tính. Ngoài ra nó còn có thể dùng như một cục sạc dự phòng.